Đây là một cô bé 5 tuổi người Campuchia. Ở cái độ tuổi mà lẽ ra phải vô lo vô nghĩ, cô bé lại rơi vào một cuộc huấn luyện trường kỳ khắc khổ. Nhiệm vụ mỗi ngày đều không ít: bắn súng, chôn mìn, đặt bẫy, chiến đấu với người rơm, hoặc là đứng dưới nước luyện độ bền. Mỗi ngày hô khẩu hiệu cách mạng, những buổi huấn luyện mà người trưởng thành cũng không làm được, cô bé đều làm được. Không phải cô khác với mọi người, mà là đứng trước sự thật tàn khốc, không có gì quan trọng hơn được sống. Trước đó, cô chỉ là một cô bé bình thường, có một gia đình hạnh phúc, người bố trẻ tuổi có tài, người mẹ xinh đẹp dịu dàng, anh và chị yêu thương mình. Chỉ là những thứ này, sau khi Đảng Cộng sản Khmer xuất hiện được một năm, đã xảy ra sự thay đổi to lớn. Đảng Cộng sản Khmer đã tiến vào thủ đô Phnom Penh. Từ đó bắt đầu một cuộc thống trị đẫm máu kéo dài 3 năm 8 tháng. Trước đó, bọn họ lấy lý do máy bay Mỹ sắp tấn công để đuổi người dân từ thành phố về nông thôn. Đảng Cộng sản Khmer cho rằng thành phố là tượng trưng cho sự xấu xa của chủ nghĩa tư bản. Muốn xây dựng một xã hội lý tưởng thì buộc phải hủy hoại thành phố. Nếu có ai không tình nguyện về quê thì bọn họ sẽ dùng bạo lực đàn áp. Trong cái đội ngũ di cư hùng mạnh này, gia đình A Lăng cũng ở trong đó. Vì để người dân sống trong cuộc sống chủ nghĩa cộng sản, Đảng Cộng sản thúc đẩy thực hiện chế độ hợp tác xã. Bọn họ tự xưng là An Ca trong nội bộ, xóa bỏ tiền bạc và chợ, thực hiện phân chia theo nhu cầu, cung cấp toàn dân. Già trẻ nam nữ cùng nhau lao động, nhà ăn công cộng cùng nhau ăn cơm, cấm tàng trữ tài sản cá nhân, xóa bỏ gia đình, hôn nhân do tổ chức sắp xếp, cấm các hoạt động tôn giáo, bắt ép tăng nhân hoàn tục, xem kiến thức là tội ác, cấm dùng sách vở và đồ in ấn, mọi người không được đi lại tự do, giống như gia cầm bị nuôi nhốt, không có ai được ý kiến. So với những người khác, cả nhà A Lăng coi như là may mắn. Bố cô từng là quan chức ngoại giao của Campuchia, khi di cư còn có thể dùng một chiếc xe tải để di chuyển. Nhưng may mắn này sẽ khiến người khác đỏ mắt ghen tị. Không lâu sau, chiếc xe đã bị tịch thu vì chiếc đồng hồ đắt tiền của bố cô. Ông bị cho rằng là người của chính phủ London. Bất đắc dĩ, ông chỉ đành dùng đồng hồ để bồi thường, rồi nói dối là do ông chủ tặng, mới miễn cưỡng thoát được một kiếp. Buổi tối, bố cô nhân lúc không có ai, đem đốt thẻ công chức của mình đi. Sau đó ông nói dối mình là công nhân cảng vận chuyển để thông qua kiểm tra. Nhưng hành lý thì không thoát được sự kiểm tra. Chỉ cần bị nghi ngờ là người của chính phủ London thì đều bị dí súng vào đầu, lúc nào cũng có thể mất mạng. Trên đường đi, đâu đâu cũng là người đi lánh nạn, tăng nhân bị đuổi ruộng đi cày thay trâu. Trong mắt An Ca, bọn họ chỉ là một đàn ký sinh trùng. Giờ đây người cứu giúp bọn họ là chính mình, là chính phủ mới. Sau khi về quê, gia đình A Lăng đến nương nhờ nhà cậu. Thời buổi chiến loạn ai cũng có nguy hiểm, làm gì có chỗ nào thực sự an toàn. Dân làng nói với cậu A Lăng, nếu như thân phận của bọn họ bị phát hiện thì cả làng đều sẽ phải chịu tai họa, tình người còn có ý nghĩa gì chứ? Vì không để cậu bị khó xử, gia đình A Lăng quyết định rời đi, tiếp tục bước lên con đường tị nạn. Không lâu sau, bọn họ bị bắt vào trại lao động. Vì để thực hiện bình đẳng tuyệt đối, xóa bỏ khác biệt giai cấp, không chỉ phải tự mình xây nhà, còn phải dùng nước ép quả, để nhuộm quần áo sặc sỡ thành màu tràm, con gái tóc dài phải cắt ngắn đi. Thức ăn mỗi ngày là mấy hạt gạo nấu thành cháo. An Ca cho rằng chỉ có như vậy mới có thể hoàn toàn xóa bỏ sự tha hóa phù phiếm của phương Tây. Đồng thời ngày nào cũng phải làm nhiều việc, tất cả đều phải vừa làm việc vừa tiếp nhận sự giáo dục tẩy não. An Ca là đấng cứu thế của Campuchia. Có điều thành quả của bách tính không phải nhờ vào thời tiết, mà là nhờ Đảng Cộng sản Khmer. Bởi vì bọn họ hiện giờ đã trở nên muốn gió được gió, muốn mưa được mưa. Tiếc là vận may sẽ không đến với bách tính. Làm việc vất vả không đổi lại được một bữa ăn no, khó khăn lắm mới thu hoạch được một chút. Tất cả mọi thực phẩm đều bị đưa ra tiền tuyến, người dân vẫn ăn không no bụng vì để chăm sóc cho người nhà. Bố A Lăng trong lúc làm việc đã lén lút giấu một ít gạo, mặc dù không nhiều nhưng lại là hy vọng của cả nhà. Bắt mấy con châu chấu, thêm một nắm gạo, đám trẻ ăn một cách ngon lành. Đây là cách chúc mừng ít ỏi của bọn họ. Tưởng tượng ra cảnh sau khi về nhà sẽ được ăn thịt nướng nóng hổi. Thực ra có tưởng tượng cũng tốt, bởi vì trong thực tế có không ít người đã bị chết đói. A Lăng tận mắt chứng kiến một cô bé ăn vụng nửa quả đậu cô ve bị An Ca đánh đến chết. Lúc cô đi gánh nước, phát hiện dưới sông có một thi thể đã phân hủy. Thế nên bình tĩnh đẩy thi thể ra, tiếp tục gánh nước. Một cô bé mới 5 tuổi đã có thể khắc phục sợ hãi trước người chết. Không phải vì nhìn nhiều thành quen, mà là vì không còn gì có thể đáng sợ hơn đói khát. Ngoài ra, càng khiến người khác khó chấp nhận là những tội danh kỳ lạ. Dưới sự thống trị của An Ca, bách tính còn khốn khổ hơn tù nhân. Một người bố bởi vì con mình phát sốt, muốn đi tìm ít thuốc để chữa, lại bị giết hại vô tình, lý do là dùng thuốc Tây phạm pháp. Tại sao không dùng thuốc của Đảng Cộng sản? Không có bất cứ cơ hội giải thích nào. Mạng sống trong mắt bọn họ chỉ nhỏ bé như những con kiến. Màn đêm yên tĩnh, A Lăng sẽ luôn nhớ lại những giấc mơ ngọt ngào. Cả gia đình hạnh phúc bên nhau, còn có rất nhiều đồ ăn ngon. Nhưng khi mở mắt ra, mộng đẹp đã bị hiện thực phá nát, nước mắt rơi xuống hai má. Khoảnh khắc này,
ngoài im lặng ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Vì để tiếp ứng những khu vực khác, hai người anh và chị gái của A Lăng bị bắt đi. Cùng lúc đó, thân phận của bố cô cũng bị bại lộ. Ngày ông bị đưa đi, A Lăng chỉ nhớ bóng lưng của ông. Cô đơn, bình tĩnh. Trong ký ức, đây là lần cuối cùng cô được gặp bố. Tối hôm đó cô đã gặp ác mộng. Bố cô bị ném vào hố người chết. Thi thể bên trong đều mặc những bộ quần áo màu tràm. Khi tỉnh lại, A Lăng không dám nghĩ lại. Cô vô cùng sợ hãi. Ngày hôm sau, tin tức chị gái đã chết truyền đến. Thân thể gắng gượng đã lâu của mẹ cô. Khi nghe thấy tin dữ đột nhiên gục xuống, A Lăng rơi vào bi thương vô hạn. Người chết rồi thì sẽ đi đâu? Hy vọng chị đừng có quay về đây. Dù sao sống còn khó hơn là chết. Buổi tối, em trai còn nhỏ gặm lá cây kêu đói. Anh trai không màng sự ngăn cản muốn ra ngoài tìm đồ ăn. Kết quả bị người ta đánh cho tóc đầu. Mẹ A Lăng ý thức được rằng tai họa này rất nhanh sẽ ập đến đám trẻ. Bà lập tức bảo ba đứa trẻ còn lại chạy về những hướng khác nhau. Dù cho bị bắt được cũng sẽ chỉ có một đứa bị bắt. Trước khi đi, bà đưa cho mỗi đứa một bức ảnh gia đình, coi như là lời tạm biệt. Và thế là ba đứa trẻ bắt đầu đón nhận thử thách của chiến tranh. Trên đường, những họng súng vô tình và ánh mắt hung dữ luôn nhắm vào chúng. A Lăng và chị mình lấy thân phận trẻ mồ côi để gia nhập vào trại lao động khác. Ở đây, bọn họ có một bữa ăn tử tế. Khi không lao động, thì sẽ tiếp tục đón nhận sự giáo dục tẩy não của Anka. Không lâu sau, A Lăng được chọn tham gia đội quân nhi đồng. Khi cô và chị gái chia tay đều không nỡ. Từ giờ phút này trở đi, A Lăng đã trở thành một đứa trẻ mồ côi thực sự. Bầu không khí ở doanh trại lúc nào cũng căng thẳng. Tiết đầu tiên chính là nói rõ thù hận. Những hạng mục huấn luyện sau đó, đánh nhau, vật nhau, chôn mìn, làm bẫy, thậm chí đứng dưới nước luyện sức bền, một người trưởng thành cũng khó làm được. Huống chi là một đứa bé 5 tuổi. A Lăng rất cố gắng. Cấp trên cho phép cô nghỉ nửa ngày đi thăm chị. Cô gói cơm của mình lại cẩn thận, chuẩn bị mang cho chị mình. Nhưng không ngờ trước mặt chỉ là một mảnh hoang tàn. Trong căn phòng tiêu điều đổ nát, chỉ có con gấu đồ chơi của chị ở đó. Cô nhắm chặt hai mắt, trong đầu toàn hình ảnh xác chết. Một cô bé quỳ bên cạnh người mẹ đã chết của mình. Nhẹ giọng gọi mẹ ơi, A Lăng muốn khóc nhưng mãi không khóc được. Cô nghĩ đến chính mình mà lòng đau như gắt. Hình như tương lai tươi đẹp càng ngày càng xa rồi. Sau khi về doanh trại, A Lăng tiếp tục huấn luyện. Chỉ là trong ánh mắt có thêm phần lạnh lùng. Ban đêm doanh trại đột nhiên bị tập kích, tất cả đều trở nên hỗn loạn. Dù gì cái gọi là quân nhân cũng chỉ là một đám trẻ, căn bản không biết đối phó kiểu gì. Trong lúc hỗn loạn, A Lăng nhân cơ hội chạy ra ngoài. Cô đến chỗ ở của chị mình, chỗ này đã bị ngọn lửa nuốt lấy. Dù cho cô không ngừng gọi chị mình, cũng vẫn không có ai đáp lại. A Lăng không nhịn được nữa mà bật khóc. Lần này, cô gia nhập đội ngũ chạy nạn. Hoàn toàn không ngờ rằng, chị và em trai lại xuất hiện sau lưng. Ba người ôm chầm lấy nhau, rơi xuống những giọt nước mắt xúc động. Đây là lần đầu A Lăng cảm nhận được sự ấm áp. Ngày 7 tháng 1 năm 1979, Việt Nam chiếm được thủ đô Phnom Penh, thành lập chính quyền thân cận với Việt Nam do Heng Samrin làm chủ. Từ đó Đảng Cộng sản Khmer giải tán, người lính cầm súng trước cửa, khiến A Lăng sinh ra sự sợ hãi khó nói. Đến doanh trại dân tị nạn, dưới đất là hàng trăm thi thể đang nằm. Những ai may mắn không chết cũng bị đói đến mức da bọc xương. Bọn họ đến ngồi cùng một đám trẻ, nướng một con gà và một con rắn để ăn. Xung quanh rất yên bình, cuối cùng A Lăng cũng được ngủ một giấc yên ổn. Nhưng một tiếng nổ khiến cô bật dậy, mọi người bỏ chạy tứ phía. Quân lính phản ứng lại bắt đầu chiến đấu, khói lửa ngập trời, bom đạn như mưa, vô số bách tính chết dưới bom đạn. Không có đường chạy, không có chỗ trốn. A Lăng thấy bạn mình bị trúng đạn. Trong lòng cô không nỡ, nhưng lại không làm gì được. Cuộc chiến ngày càng ác liệt, một nhóm người chạy vào rừng, muốn tránh được chiến loạn. Ai mà ngờ trong rừng có chôn không ít mìn. Chốc chốc lại có người bị nổ bay. Cô nhớ lại mảnh đất này có rất nhiều bẫy, còn là do mình từng chôn xuống. Nhìn một cỗ thi thể bị nổ cho tan tành, những giọt nước mắt đau khổ của A Lăng rơi xuống. Cô hối hận về những chuyện mình làm, chỉ đánh bất lực gọi chị và em trai mình. Cô lần theo những dấu chân dưới đất để đi. Hôm đó, những người dân tị nạn bắt được một tên lính Anka. Mọi người đem oán hận trút hết lên người hắn, từng cú đấm giáng xuống, liều mạng mà đánh. Cảnh tượng này khiến A Lăng nhớ đến bố mình và nhớ lại quãng thời gian ở trong quân đội. Hình như mình cũng là một phần tử của tổ chức tàn bạo đó. Nước mắt lại rơi xuống lần nữa, cho đến khi đám người giải tán. A Lăng cũng không rời đi. Lúc quay lại lều, nhìn thấy một người mẹ vừa sinh xong, A Lăng liền mỉm cười, phảng phất như lại có hy vọng về cuộc sống. Từ trong lều bước ra, A Lăng gặp lại hai người anh của mình. Cô lao về phía trước, cả nhà lại ôm chầm lấy nhau. Được rồi, bộ phim đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hãy follow và đăng ký để đón xem những bộ phim hay nhé. Hẹn gặp lại vào ngày mai.